Vụ ô tô lao xuống vực đèo Bảo Lộc, túi khí trong xe cứu nghi can thoát chết. Ngày 25 tháng 10, các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định trong vụ ô tô lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc ngày 21 tháng 10 vừa qua. Nghi can trong vụ án này được xác định là Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Trước đó, ngày 22 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Thu Trang. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ Trần Nguyễn Thu Trang 3 ngày về hành vi giết người. Điều tra ban đầu của công an cho thấy, do mâu thuẫn tình cảm, tháng 9 Trang lên mạng xã hội mua cyanua nhằm mục đích sát hại ông MHV, 38 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 10, Trang và ông MHV đi ô tô hiệu Honda HR-V biển số 51L32010 từ tỉnh Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Trang đã bỏ cyanua vào nước uống và đầu độc ông MHV. Sau khi đầu độc ông V, Trang chở ông V lên thành phố Hồ Chí Minh rồi ngay trong đêm, Trang chở ông V lên đèo Bảo Lộc tìm cách phi tang. Sáng ngày 21 tháng 10, khi đến đèo Bảo Lộc, Trang chạy xe lên, xuống tuyến đèo này hàng chục lần để tìm vị trí thích hợp. Đến trưa cùng ngày, do có ý định cùng nạn nhân, Trang đã chở ông V đến km 104+440 quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc rồi lao ô tô cùng thi thể nạn nhân xuống vực sâu, phía chiều lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt. Tại hiện trường, chiếc xe Honda HR-V nằm dưới vực sâu, cách mặt đường quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc hơn 50 mét. Dù ô tô lăn nhiều vòng trước khi dừng lại dưới vực sâu nhưng Trang chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân được xác định là do các túi khí trên chiếc xe này đã bung ra, chèn người lái tứ phía nên Trang may mắn thoát chết. Thưa quý vị, một nhà hàng ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị tố bán suất lẩu có giá là 665.000 đồng, chỉ có lèo tèo vài món bình dân, đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Không chỉ dừng lại ở việc tranh cãi về giá cả, chất lượng món ăn, mà còn đặt ra vấn đề về văn hóa ứng xử của các bên liên quan, dịch vụ khách hàng của các nhà hàng, đặc biệt trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ. Vụ việc bắt đầu từ ngày 20 tháng 10, chị Nguyễn Trang trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đi cùng một nhóm 10 người tới nhà hàng hải sản TLT dùng bữa. Tại đây, nhóm khách gọi khá nhiều đồ ăn và có tổng hóa đơn hơn 5,5 triệu đồng. Do còn nồi lẩu cua đồng đã gọi nhưng phía bếp chưa phục vụ, chị Trang trao đổi với nhân viên không mang món này lên nữa. Vị khách vẫn thanh toán cho nồi lẩu cua và hẹn nhà hàng hôm sau tới lấy. Ngày 21 tháng 10, chị Trang đến nhà hàng lấy món lẩu về, nhưng nhà hàng thông báo khu vực bếp chưa hoạt động nên sẽ chuyển tới tận nhà. Tuy nhiên khi mở gói đồ tại nhà, vị khách quá bất ngờ và thất vọng vì số lượng đồ ăn ít ỏi trong một suất lẩu. Cảm thấy không tương xứng với số tiền bỏ ra, chị Trang đã liên hệ với nhà hàng để phản ánh. Tuy nhiên, câu trả lời của quản lý nhà hàng lại khiến chị thêm bức xúc. Vị quản lý này cho rằng định lượng đồ ăn là đúng tiêu chuẩn, giá trị của nồi lẩu nằm ở nước cốt. Không hài lòng với cách giải thích này, chị Trang đã đăng tải hình ảnh và bày tỏ sự thất vọng của mình lên mạng xã hội với nội dung một nhà hàng nổi tiếng ở Hạ Long bán nồi lẩu với giá 665.000 đồng, được ít đồ nhúng như thế này, vài miếng đậu, chả lạt lốt, một lạng thịt bò, 6 quả trứng vịt lộn. Theo mọi người thế này là đắt hay rẻ? Bài đăng của chị Trang nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Lên tiếng về vụ việc, ông Hoàng Văn Xuân, quản lý nhà hàng TLT cho biết, theo đó, từ trước đến nay, nhà hàng vẫn bán suất lẩu cua đồng với giá 665.000 đồng kèm đồ ăn cùng như 2 lạng cua xay, 3 lạng sườn, 1,5 lạng bóc bỏ Mỹ, 6 quả trứng vịt lộn, 12 chiếc chả lá lốt, 12 viên chả vàng, 12 miếng đậu rán kèm một số rau, nấm và mì. Ông Xuân nói thêm, thức ăn được bài trí ở nhà hàng sẽ chỉnh chu hơn là để trong hộp rồi chuyển về nhà cho khách. Chị Trang đưa lên mạng xã hội hình ảnh hơi sộc sạch nhưng nhà hàng cũng đã xin lỗi và có mong muốn không lấy tiền bữa ăn đó nhưng chị Trang không đồng ý. Vâng thưa quý vị, để có thêm thông tin chi tiết về trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng món ăn tại nhà hàng hải sản nêu trên, chúng tôi sẽ kết nối với chị Nguyễn Trang. Xin mời chúng quay kết nối ạ. Xin chào chị Trang. Sau khi đăng tải bài viết lên trang mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng với nồi lẩu cua có giá là 665.000 đồng tại một nhà hàng nổi tiếng, nhưng lại có số lượng đồ ăn ít ỏi, thì chị đã nhận được phản hồi như thế nào từ nhà hàng? Hiện tại thì bên nhà hàng và bên các báo chí các chị cũng liên hệ với chị rất là nhiều. Nhưng mà đến giờ phút này thì chị sao luôn, chị không có gì mai cả. Chị chỉ muốn là muốn đăng lên để hỏi ý kiến mọi người với cái số tiền chị bỏ ra như vậy, 665.000. Nhưng mà chị nhận được cái nồi lẩu như vậy thì thật sự đến giờ phút này chị Trang vẫn không hài lòng.
bên còn về thái độ của nhân viên hay là về bên đóng gói các thứ thì bên nhà hàng người ta đã xin lỗi chị, nhưng mà chị rất là muốn nhà hàng sẽ thay đổi về cách, thứ nhất là định lượng của món ăn, thay đổi cái định lượng món ăn, và cái thứ hai là cách phục vụ khách hàng. Đến giờ phút này với cái số tiền gần 700.000 để mà mua cái nồi lẩu đấy, em nhìn như thế chị cảm thấy chị thật sự không hài lòng. Ai ta tất cả những khách hàng hay kể cả nhanh những người mà người ta cũng đi mua hàng và đi ăn uống các thứ như chị, cũng chỉ mong cách người ta thay đổi cái định lượng, chứ không thể là một lạng bò được, xong rồi là toàn đậu với lại chả lá lốt được, đúng không? Kể cả một nồi lẩu cua đồng chắc nó cũng không có tí gạch cua, là phía trên toàn sườn lợn có 6 cục. Chị cũng đang rất là bức xúc và không hiểu là bên đấy người ta đông khách như thế nào. Mà chị nói thật luôn là hôm đấy chị đến ăn, chị không nói vấn đề là giá cả các thứ những cái món khác, nhưng mà một cái nồi lẩu như vậy chị đang thấy rất là bất bình luôn, thật sự. Chị nó có mất giá đâu, nó vẫn đang có giá mà tại sao 700.000 thì chỉ mua được có gọi là chục chiếc chả lá lốt, xong rồi sáu rồi đấy. Nói chung là để mà nói là đang nhà hàng mình ngồi nhà hàng kể cả mặt chi phí mặt bằng với nhân viên, cho đấy là bọn chị phải chịu, đấy là đúng, nhưng mà nó cũng không thể đến mức độ như vậy. Cái cốt của nồi lẩu chỉ có 150.000 thôi mà bán đến tận 665.000 là như một nồi lẩu của lẩu một người ấy, chứ không phải là một nồi lẩu cho 4-5 người ăn. Thì bây giờ chị cũng bảo luôn là bây giờ chị từ trước hôm nay quan điểm rất rõ ràng, ngon là hài lòng thì chị đến, mà không ngon là không hài lòng thì chị không đến nữa. Còn nói luôn là đấy, mọi người giờ bên nhà hàng bảo với chị rằng là không ai chê, có mình chị chê. Giờ chị cũng đăng lên mạng cho mọi người xem để mọi người đánh giá thôi, chứ chị không phải là chị dìm ai cả, đâu là mình đi ăn mình mất tiền mình phải chịu thế thôi. Vâng, thưa chị Trang đã viết trên nhiều bài đăng, bản thân chị cũng là người làm dịch vụ. Mong muốn ban đầu khi chia sẻ vụ việc là để nhà hàng rút kinh nghiệm, tôn trọng ý kiến của khách hàng. Vậy qua vụ việc lần này, đứng ở vị trí khách hàng, chị có mong muốn góp ý ra sao với nhà hàng? Thứ nhất là bây giờ ai cũng phải chi phí dịch vụ, ai phải thêm mặt bằng thôi. Cũng phải nhân viên, các thứ, nó rất là chi phí rất là nhiều. Nhưng mình bán hàng làm sao, mà làm sao cho nó phải hài hòa đôi bên. Tức là nó cũng phải trông nó nhìn nó được mắt một chút, em hiểu không? Tức là nó cũng phải đầy đặn một chút, được mắt một chút. Chứ không thể là bây giờ bỏ ra gần 700.000 đồ nhúng chỉ đúng một lạng thịt bò nhưng phát ăn của một người như vậy được. Mong là sau khi sự việc này xảy ra thì nhà hàng sẽ thay đổi về thứ nhất là về định lượng của món ăn, về cách phục vụ, về cách nói chuyện với khách hàng để sao cho nó hài hòa một chút. Chứ còn bây giờ bên nhà hàng cũng đã xin lỗi các thứ cho chị rồi, chị mong là mọi người sẽ cải thiện được nhiều hơn. Cũng là một người kinh doanh, nếu như chị cũng là một người kinh doanh, chị mở cửa hàng sầu riêng Hạ Long, chị cũng nói luôn rằng là ai đến với chị, khách hàng đến với chị, nếu như hài lòng mọi người hãy quay lại, mà nếu như không hài lòng vui lòng là gọi điện cho chị để mà trao đổi với chị, thì chị cũng sẽ bao bù các thứ rồi. Mọi cái nó cũng sẽ ai cũng vậy thôi, mình là người bán hàng phải lắng nghe khách hàng. Chứ không thể nói một cách rằng là không ai chê có mình chị chê, nhưng thực sự khách hàng rất là bức xúc luôn, bản thân chị cũng vậy mà. Hôm qua chị cũng nói rõ với lại anh bên đại diện của bên nhà hàng hồi chuyện là em bây giờ em nói chuyện với anh chị cũng làm chỉ muốn là góp ý để mà nhà hàng mình tốt hơn lên, để thay đổi dịch vụ. Nếu như anh em mình vẫn còn duyên thì em vẫn sẽ quay lại, còn nếu như thật sự nhà hàng không thay đổi thì chắc chắn rằng là em và rất nhiều những bạn khác chắc chắn sẽ không đến nhà hàng mình đâu. Vì thật sự dối kinh tế khó khăn như thế này, với cái số tiền mà 665.000 chỉ mua được trứng vịt lộn với lại đậu với chả lá lốt với lại một lạng thịt bò, thì sự bọn em không có tiền ăn, chị nói luôn thế. Người ta cũng nói rằng là sẽ gọi là sẽ xin lỗi chị, rồi sẽ đăng bài xin lỗi chị. Và bây giờ hiện tại giờ đăng bài thì người ta cũng chỉ nói là do nhân viên rồi do cách bọc thôi, chứ người ta cũng không hề nói là sẽ thay đổi cái định lượng món ăn như vậy. Đó, bây giờ chị cũng chỉ nhận được là như vậy thôi. Bây giờ chị cũng đăng bài, chị cũng nói luôn là bây giờ ai yêu mến nhà hàng thì mọi người vẫn sẽ đến tiếp tục và ủng hộ nhà hàng. Còn chị thì chắc chắn một điều, quan điểm của chị vẫn rõ ràng ngay từ đầu, ngon hài lòng thì chị quay lại, không ngon thì sẽ không đến nữa. Tại vì chị cũng không muốn nói đi nói lại nhiều, tại vì chị còn phải quay lại với công việc của chị nữa, chứ không thể ngày nào lên mà mọi người nói về cái vấn đề cái nồi lẩu như thế được. Vâng, cảm ơn những chia sẻ từ chị Trang. Ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng A Ngang, sinh năm 1993, trú tại làng Long Leo, xã Tumarong, huyện Tumarong, để điều tra về hành vi nhổ trộm 350 cây sâm ngọc linh. Trước đó, ngày 21 tháng 10, anh A Tâm, 32 tuổi, trú tại thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum, đến thăm vườn sâm của gia đình tại tiểu khu 93, xã Ngọc Linh, thì phát hiện bị trộm mất 350 cây sâm Ngọc Linh nên đã trình báo công an.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, xác minh các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, xác định đối tượng A Ngang, 31 tuổi, trú xã Tum Rông, huyện Tum Rông, có những biểu hiện nghi vấn nên đã mời làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng A Ngang khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh. Khám xét khẩn cấp theo lời khai của A Ngang, công an đã phát hiện và thu giữ 350 củ sâm Ngọc Linh tuổi từ 1 đến 8 năm tuổi mà A Ngang đã mang về trồng ở vườn sâm của nhà mình ở thôn Lê Ngọc, xã Ngọc Linh. Trước thành tích phá án nhanh, thu hồi toàn bộ tài sản cho bị hại, công an tỉnh Kon Tum và Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Lây đã khen thưởng nóng cho tập thể và cá nhân cán bộ chiến sĩ công an huyện Đắk Lây.